các cái phần có kích thước bằng nhau. Tiếp theo, mình vẽ những cái đường cong từ chính giữa của cái ô này. Mình vẽ những cái đường cong tỏa ra xung quanh. Sau khi vẽ các cái đường cong tỏa ra xung quanh từ chính giữa của cái ô, thì bây giờ mình sẽ tạo hình cho cái phần vành ô của mình. Mình sẽ dùng những cái nét cong cho các cái vành ô như thế này. Mỗi một cái hình vành ô thì mình sẽ vẽ một cái nét cong tương ứng nha. Sau khi vẽ hết các cái nét cong cho cái vành ô của mình thì bây giờ các bạn sẽ vẽ những cái nét nhọn ở đầu các cái vành ô này. Cả cái phần mũi nhọn phía trên đỉnh của cái ô. Tiếp theo mình vẽ cái phần cán ô là một cái đường thẳng nằm ở chính giữa của cái ô. Sau khi vẽ được cái đường cán ô thì bây giờ mình vẽ cái vị trí tay cầm cho chiếc ô, đó là một cái hình dấu hỏi ngược. Vậy là mình đã có cái hình chiếc ô nằm ở chính giữa của tờ giấy như thế này. Để cái hình chiếc ô của mình trông ngộ nghĩnh và dễ thương hơn, mình sẽ vẽ thêm những cái hình giọt nước ở phía dưới này. Mình vẽ những cái hình giọt nước rơi ở phía dưới này. Sau khi các bạn dùng bút chì vẽ xong cái bức tranh của mình thì bây giờ mình sẽ dùng màu sáp để tô cho những cái hình của mình nhé. Ở trên cái phần tán của cái ô này thì mình sẽ dùng nhiều những cái màu sắc khác nhau. Mỗi một cái đường sọc này thì mình sẽ tô cho cái ô của mình có một màu. Trước tiên là mình sẽ dùng cái màu hồng này. Mình tô cho cái sọc màu đầu tiên này.